Nếu như Hoàng Anh Gia Lai đang tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia V-League 2014 với chuỗi 5 trận thua liên tiếp, thì người ta vẫn nhìn thấy một điểm sáng của đội bóng phố núi, đó chính là tài năng Trần Minh Vương, người được coi là tương lai của Hoàng Anh Gia Lai. Khi mà mới được đôn lên thì cũng rất là bỡ ngỡ. Và khi mà giai đoạn 1 thì cũng chưa tự tin cho cái V-League lắm, nhưng mà giai đoạn 2 thì khi mà được thầy cho xuất phát lúc đầu là từ những cái dự bị vào sân để thi đấu thì dần dần thì nó tự tin lên, em đã chuẩn bị tương đối, nói chung là em tương đối tự tin cho giai đoạn lượt về của V-League. Đó là những tâm sự rất chân thành của cầu thủ trẻ Trần Minh Vương khi được chui rèn kinh nghiệm ở một đấu trường khốc liệt như V-League. Không phải ngẫu nhiên mà một cầu thủ mới 19 tuổi như em lại được huấn luyện viên Choi Yoon-gyum đặt nhiều niềm tin đến thế, nếu như biết rằng em chỉ là tài năng của lớp năng khiếu học viện bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal GMG. Tuy em còn trẻ tuổi, nhưng Minh Vương cũng đã kinh qua rất nhiều giải trẻ và giành được khá nhiều danh hiệu. Sở hữu kỹ thuật chuyên môn tốt, óc quan sát và khả năng kiến tạo, đó chính là nền tảng để cầu thủ này tự tin thi đấu cùng những người đàn anh ở V-League. Và sự tự tin ấy đã giúp em tạo nên một tuyệt phẩm vào lưới Hồng Vương An Giang, một bàn thắng để đánh dấu sự trưởng thành của Minh Vương trên bước đường sự nghiệp. Em nhận được đường truyền của Felix và khi em gạt xuống, khi mà những hậu vệ áp vào thì em gạt xuống rồi em đưa hai cái lòng qua, thì qua hai trung vệ ở dưới rồi em qua thủ môn rồi ghi bàn. Tính đến thời điểm này, Minh Vương đã thi đấu tổng cộng 504 phút tại V-League với 5 trận đá chính, 6 trận vào sân từ băng ghế dự bị. Tần suất thi đấu của tiền vệ 19 tuổi này là rất cao nếu như so sánh với các đàn anh khác. Chính màn trình diễn ấn tượng ấy mà mới đây, huấn luyện viên Guillaume Gracien đã quyết định gọi Minh Vương trở lại đội tuyển U19 để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á. Đây thực sự là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và quyết tâm của cầu thủ 19 tuổi này. Hy vọng trong một tương lai không xa, Minh Vương sẽ trở thành trụ cột của Hoàng Gia Lai để giúp đội bóng phố núi tìm lại một thời quá khứ đã mất.